chào mọi người. Bây giờ mình sẽ quay cái trận chung kết giữa đội nữ xã Yên Nhân và đội nữ xã Lương Sơn nhé mọi người nhé. Áo vàng đây là bên phụ nữ của xã Yên Nhân đấy. Đây là đội cổ động viên của xã Yên Nhân nhé. Anh em ạ. Giới thiệu mọi người là anh em Bát Mọt Yên Nhân đều đang hướng sự tập trung và cổ vũ rất nhiệt tình cho đội nữ của xã Yên Nhân nhé. Đây là trận chung kết giữa đội nữ Yên Nhân và đội nữ của xã Lương Sơn mọi người ạ. Đây là trận chung kết kéo con nữ giữa xã Lương Sơn và xã Yên Nhân nhé mọi người nhé. Chỉ số hiện tại đang là 1-0 người ạ. Đây mình sẽ quay cận cảnh nữ vận động viên rất khỏe của xã Lương Sơn cho mọi người nhé. Đây là đội nữ của xã Lương Sơn. Đây là trận chung kết cho mọi người nhé. Trận chung kết nữ giữa xã Yên Nhân và xã Lương Sơn. Một trận chung kết rất hay cấn mà không được phải thi đấu chung kết rất gay cấn và hấp dẫn mọi người ạ. Tỷ số bây giờ là 1-1 rồi. Tỷ số là 1-1 cho mọi người nhá. Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu chung kết rất là hay và quyết liệt mọi người ạ. Go!
là 1-1 nha mọi người nha, tỷ số bây giờ là 1-1 rồi. Đây là đội xã An Nhân nhé mọi người nhé, đội kéo con nữ của xã An Nhân. Các chị đang rất quyết liệt để mà cố gắng giành chức vô địch về cho xã nhà. Bên này là xã An Nhân nhé mọi người nhé, đây là đội kéo con nữ của xã An Nhân. Hai đội đang thi đấu rất cân tài cân sức rồi. Đây là một vận động viên rất xinh đẹp đang cổ vũ cho cả hai đội. Em không cổ vũ cho ai hết đấy, em đứng ở đâu thì cổ vũ đấy. À đấy, em không cổ vũ đội nào cả. Em rất vui tính rồi. Quả là một trận chung kết rất thú vị và kịch tính mọi người ạ. Tỷ số bây giờ đang là 1-1 rồi. Đây là giới thiệu mọi người, đây là hai đội của tuyến biên giới nha. Lương Sơn và Yên Nhân là hai đội của tuyến biên giới đang thi đấu chung kết với nhau. Dây kìa. Đừng có ngồi xuống. Không ngồi là họ bắt ra, không ngồi là thua đó. Ngồi là thua đó, cố lên nha. Rất căng thẳng và quyết liệt mà. Không, đầu tiên mình thả lắm là sau bắt đầu mới giật luôn. Những gương mặt đầy quyết tâm của cả hai đội.
thể thao du lịch huyện Xuân Thu rồi nhá. Đây chính là đội giành chức vô địch rồi ạ. Chúc mừng đội nữ của hai nhân, đây là rất tuyệt vời, một trận chung kết rất tuyệt vời.